cần bán nhà xây mới 4 tầng, có vị trí nằm tại Nai Xá, Hoài Đức, Hà Nội. Ngôi nhà có diện tích đất là 30 m vuông được thiết kế xây dựng là 4 tầng. Với thiết kế là bao gồm là hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, một phòng thờ, một sân phơi và ba phòng vệ sinh. Có hướng chính là hướng Đông Nam. Đang được bên công ty chào bán với giá là 2 tỷ 150 triệu đồng. Bên công ty sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí sang tên sổ đỏ cho khách hàng có hỗ trợ vay vốn ngân hàng đối với những khách hàng có nhu cầu thì hiện tại là tôi đang đứng ở phía trước vị trí của ngôi nhà đây mọi người có thể là nhìn ở trên video là đường ngõ ở trước nhà là rộng 2,2 mét cách đường ô tô đi lại là chỉ khoảng tầm 10 mét thôi thiết kế của tầng 1 thì là sẽ bao gồm là một phòng khách và một phòng bếp toàn bộ hệ thống gạch nát nền trần thạch cao đèn led cũng như là hệ thống dây dẫn tường là sẽ được bên công ty nào hoàn thiện hết Quý khách hàng là chỉ việc chuyển đồ về và ở thôi Mọi người có thể là nhìn qua toàn bộ cái không gian của tầng 1 này Với cái diện tích là 30 mét vuông Thiết kế rất là hợp lý Tầng 1 của chúng ta là được sử dụng là phòng khách Với lại phòng bếp thì phòng khách được thiết kế rất là rộng Quý khách hàng hoàn toàn là có thể là kê được bộ sofa, bộ bàn ghế Ở phía ô cầu thang và phòng khách này sẽ ngăn cách nhau bởi những cái vách gỗ có những cái ô để chúng ta để lọ hoa hoặc là để đờ co hệ thống tủ bếp sử dụng chất liệu là bằng gỗ thịt được tẩm sấy chống cong vênh mối mọt và được sơn màu chủ đạo là màu trắng mọi người có thể là nhìn qua cái không gian của tầng 1 từ trong khu vực bếp này toàn bộ hệ thống kính ốp bếp sử dụng là kính cường lực kính minh long mọi người có thể là nhìn kỹ cái thiết kế của tủ bếp đây cả tủ bếp phía trên và tủ bếp phía dưới là đều là sử dụng là gỗ thịt hết vòi rửa và chậu rửa sử dụng là chất liệu là inox 304 mặt bếp là được uh, ốp bằng đá kim sa màu đen ở tầng 1 thì sẽ có thêm một nhà vệ sinh phụ nữa và trong nhà vệ sinh là sẽ được lắp đặt hệ thống máy bơm nước hệ thống buồn cầu vòi xịt vòi rửa Toàn bộ gạch ốp tường ở trong nhà vệ sinh là sử dụng là gạch ốp là kích thước là 30 x 60. Cửa nhà vệ sinh là sử dụng là bằng cửa nhôm kính. Đây là toàn bộ cái khu vực cầu thang để đi lên tầng 2. Thiết kế tay vịn cầu thang là sử dụng là bằng gỗ lim Nam Phi. Mặt bậc và cổ bậc cầu thang là dùng đá granite nguyên tấm. Ở tầng 2 thì sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng ngủ chính và một phòng vệ sinh với cái diện tích là 30 mét vuông nên tầng 2 chúng ta có thể đua ra thêm được một chút nữa là rơi sắp xỉ ở 32 mét vuông phòng ngủ thiết kế là có cửa sổ lùa mở ra bên ngoài và ở bên ngoài là ban công Đấy, cho nên là cái không gian của ngôi nhà rất là thoáng luôn luôn là đầy đủ ánh sáng và không khí toàn bộ hệ thống ống chờ dây điện chờ để lắp điều hòa là cũng đã được bên kiến trúc sư bên công ty là thiết kế hoàn thiện xong hết rồi ở tầng 2 thì sẽ được lát gạch kích thước là 60 x 60 Màu trắng vân khói Trần thạch cao đèn led này đều được hoàn thiện xong hết rồi Cửa thông phòng là sử dụng là cửa gỗ nim Thiết kế phòng ngủ rất là rộng Khối khách hàng hoàn toàn là có thể là kê được Giường, tủ, quần áo Bàn ghế Kệ tivi Bàn làm việc, bàn trang điểm ở trong căn phòng này ban công rất là thoáng Và đây là khu vực nhà vệ sinh của tầng 2 Nhà vệ sinh đã được hoàn thiện xong hết hệ thống sen cây tắm nóng lạnh Bồn cầu, lavabo, vòi xịt, vòi rửa Cũng như là hệ thống gương soi, phụ kiện vắt khăn Gạch ốp trong nhà vệ sinh là sử dụng là gạch ốp là kích thước là 30 x 60 và trong nhà vệ sinh là cũng đã được chúng tôi lắp đặt hệ thống quạt hút mùi. Nhà vệ sinh rất là rộng. Sau đây là mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 3 của ngôi nhà Thiết kế của tầng 3 và tầng 2 là sẽ tương tự như nhau là chúng ta sẽ có một phòng ngủ và một phòng vệ sinh Cái vị trí của ngôi nhà là nằm tại Lai Xá, Hoài Đức Rất gần với trung tâm Hà Nội Cách trường Đại học Công nghiệp Trường Đại học Thương mại, Học viện Báo chí Tuyên truyền Là chỉ khoảng tầm 10 phút đi xe máy thôi Rất gần với sân vận động Mỹ Đình và bến xe Mỹ Đình khoảng cách từ nhà mà ra để bến xe Mỹ Đình là chỉ rơi vào khoảng tầm hơn 6 km này rất là gần những gia đình nào mà chúng ta làm việc ở trong khu vực quận Nam Từ Liêm hoặc là Bắc Từ Liêm hoặc là khu Hoài Đức mà với cái số vốn vừa phải giá chỉ khoảng tầm hơn 2 tỷ đồng mà chúng ta muốn có luôn đất và có nhà số đỏ luôn thì chúng ta là có thể là xem xét ở khu vực này Vị trí của ngôi nhà thì là có đầy đủ tất cả các tiện ích như là siêu thị, khu vui chơi công viên, trường học mầm non, cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học. Khu vực uh, kinh tế thì phát triển rất là nhanh. Đây là nhà vệ sinh của tầng 3 đây, thiết kế của nhà vệ sinh tầng 2 và tầng 3 là tương tự như nhau. Và cuối cùng là mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 4 của ngôi nhà. thiết kế của tầng 4 thì nó sẽ bao gồm là một phòng thờ, một uh, sân phơi và một khu vực giặt đồ. Đây là cái khu vực uh, ô cầu thang của ngôi nhà đây, mọi người có thể nhìn thấy là toàn bộ cái khu vực ô cầu thang là được thiết kế rất là rộng, rất là hợp lý, độ dốc vừa phải. Khu ô cầu thang này sẽ có thêm là một cái ô giếng trời, dùng để cung cấp ánh sáng cho toàn bộ cái ô cầu thang này và đây là cái khu vực được chúng tôi thiết kế là để làm sân phơi cũng như là lắp đặt máy giặt ở khu vực này toàn bộ hệ thống cấp nước xả nước cũng như là hệ thống điện này đều được hoàn thiện xong hết rồi và đây là khu vực phòng thờ thiết kế của phòng thờ tương đối rộng cho nên là chúng ta có thể là kết hợp mà phòng thờ cũng như là làm phòng ngủ cho khách hoặc là một phòng làm việc phụ ở trên này nữa cũng được hệ thống cửa thông phòng Gạch nét nền là sử dụng là gạch uh, vân gỗ kích thước là 60 x 60. Ngôi nhà được thiết kế là 4 tầng, bao gồm là hai phòng ngủ, một phòng thờ, một phòng khách, một phòng bếp, một sân phơi và ba phòng vệ sinh. Có diện tích ở trên sổ đỏ là 30 m2 và diện tích xây dựng thực tế từ tầng 2 trở nên là sắp xỉ và 33 m. Có hướng chính là hướng đông bắc, nằm tại Lai Xá, Hoài Đức, Hà Nội đang được bên công ty chào bán với giá là 2 tỷ 150 triệu đồng. Bên công ty sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí sang tên sổ đỏ cho khách hàng. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng đối với những khách hàng có nhu cầu cần vay vốn và sẽ hỗ trợ với cái mức lãi suất là ưu đãi nhất. Quý khách hàng cần xem nhà hoặc là cần tư vấn thêm chi tiết thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983013403 403 Mọi người xem video nếu như mà thấy hay và có nhiều thông tin bổ ích thì nhớ like video và chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video giới thiệu về nhà và bất động sản cảm bán khác của bên công ty chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.